Nếu bạn đang có dự định du học và thắc mắc rằng du học châu Á có tốt không? Du học ở châu Á thì nên chọn quốc gia nào? Thì đây chính là video dành cho bạn. Cùng Green Academy khám phá top các quốc gia đáng để bạn du học nhất châu Á nhé! Green Academy 한국에서 나온 학원. Đầu tiên chính là Singapore, đảo quốc sư tử. Đứng đầu trong bảng xếp hạng các quốc gia nên du học tại châu Á chính là Singapore bởi chất lượng giáo dục đứng đầu châu lục. Sở hữu hệ thống đào tạo chất lượng cũng như nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới như National University of Singapore, Nanyang Technological University, Singapore Management University. Ngoài ra, Singapore sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho du học sinh. Tuy nhiên, có một điểm trừ là học phí và chi phí sinh hoạt ở quốc gia này khá là cao. Dù sao, để sở hữu tấm bằng danh giá, Singapore vẫn là đất nước mà rất nhiều học sinh Việt Nam lựa chọn để đi du học. Tiếp theo, đó chính là Nhật Bản, đất nước mặt trời mọc. Nổi tiếng với văn hóa tôn trọng kỷ luật, Nhật Bản là nước có hệ thống giáo dục chất lượng cao. Các trường đại học của Nhật Bản cũng đứng trong danh sách các trường tốt nhất thế giới. Theo Đại học Tsukuba, hơn 150.000 sinh viên quốc tế đến Nhật Bản học tập hàng năm. Đi du học ở Nhật Bản, bạn sẽ được học tập trong một hệ thống giáo dục toàn diện, trải nghiệm một nền văn hóa mới vô cùng độc đáo và có được tầm nhìn quốc tế. Nhật Bản cũng được đánh giá cao bởi sự an ninh và môi trường sạch sẽ nhất thế giới, giúp cho các bậc phụ huynh yên tâm khi cho con đi học tại Nhật Bản. Tuy nhiên, ngoài việc thi đầu vào tương đối khó, bạn cũng nên trang bị tiếng Nhật vững vàng để việc du học được thuận lợi hơn. Tiếp theo đó chính là Trung Quốc. Với đặc thù tương đồng văn hóa với Việt Nam, du học Trung Quốc bắt đầu từ những thế hệ cán bộ đầu tiên của Việt Nam được nhà nước cử đi du học khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới. Du học tại quốc gia là một trong những cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới như Trung Quốc, giúp bạn được trải nghiệm nền văn hóa đa dạng, cọ sát với môi trường thực tiễn cao. Bên cạnh đó, một điểm cộng lớn là chi phí sinh hoạt và mức học phí tại Trung Quốc thấp hơn so với Singapore và Nhật Bản. Và cuối cùng là Hàn Quốc, xứ sở kim chi. Những năm gần đây, Hàn Quốc là đất nước thu hút nhiều du học sinh Việt Nam. Lý do đầu tiên phải kể đến là chính sách quan hệ thương mại và kinh tế hữu nghị Việt-Hàn đang rất tốt. Hàn Quốc không chỉ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, mà chính sách chính phủ của Hàn Quốc giúp học sinh Việt Nam dễ dàng thực hiện giấc mơ du học và ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp. Điều kiện tiên quyết để được du học Hàn là bạn chỉ cần đạt mức TOEIC 3 trở lên là có thể được hỗ trợ học bổng từ 30% đến 100%. Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn có chính sách du học bằng tiếng Anh cho học sinh yếu tiếng Hàn nhưng có điểm IELTS từ 5.5 trở lên. Tuy nhiên, việc này chỉ giới hạn trong một số nhóm ngành quản trị kinh doanh. Green Academy Việt Nam nằm trong hệ thống của Green Academy Korea, là đơn vị du học Hàn có tổng số lượng chi nhánh lớn nhất tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, học viện còn là nơi đào tạo TOEIC uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nữa. Chính vì vậy, học viên của Green Academy sẽ được hỗ trợ tốt nhất ngay cả sau khi đã đi du học. Nếu như các bạn thật sự quan tâm đến chương trình học tiếng Hàn và du học Hàn tại Green Academy thì hãy nhấn vào đường link bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Green Academy 한국에서 나온 학원